Chào các em, hôm nay cô sẽ tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta sang cái tiết tập làm văn ha. Hôm nay bài mình sẽ tìm hiểu đó là phương pháp tả cảnh. Phần đầu tiên mình sẽ đi vào phần một la mã, đó là phương pháp viết văn tả cảnh như thế nào. Vậy thì ở cái tiết này mình sẽ nhìn cái cách người ta sẽ viết văn ở các đoạn A, B, C. Mình sẽ quan sát trong sách giáo khoa trang 45 cho cô ha. Xem cái cách người ta sẽ tả cảnh như thế nào. Đầu tiên là đoạn A. Mình sẽ quan sát vào đoạn A ha. Mấy em có thể tự đọc cái đoạn văn A này nha. Những động tác thả sào, rút sào, rập ràng nhanh như cắt. Thuyền cố lắng lên, dựng hương thư như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn. Hai hàm răng cắn chặt, quai hàm mạnh ra. Cặp mắt nảy lửa ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ. Đây là cái đoạn được trích trong cái tác phẩm Vượt Thác của Võ Quảng nha. Vậy thì sau khi mình đã đọc xong cái đoạn A này thì chúng ta sẽ cho cô biết xem là đoạn văn A này miêu tả cảnh gì. Vậy thì đoạn A đó là miêu tả về cái cảnh dựng hương thư chèo thuyền vượt thác trong đoạn A. Vậy thì qua những cái từ ngữ miêu tả, mấy em có thể hình dung cái khúc sông mà dựng hương thư vượt thác là một khúc sông như thế nào không mấy em? Vậy thì ở đây mình sẽ hình dung được cái khúc sông mà dựng hương thư vượt thác, đó là thác dữ, nước chảy xiết, cảnh thiên nhiên rất là hùng vĩ. Vậy thì tại sao có thể nói là qua cái hình ảnh nhân vật ta có thể hình dung được những cái nét tiêu biểu của cảnh khúc sông hung hãn đó? Thì ở đây mình biết được là Võ Quảng đó đã biết xác định được cái đối tượng miêu tả nè. Thứ hai là ông biết lựa chọn, ông quan sát những cái hình ảnh tiêu biểu nhất. Đây, mấy em quan sát tranh ha, để chọn lọc ra. Thấy chưa? Đó là cái đoạn A. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quan sát tiếp cái đoạn B. Đoạn B. Em tự đọc đoạn B ha. Vậy thì cô có câu hỏi cho đoạn B như sau. Đoạn B miêu tả cảnh gì? Và cái sau khi mà mình đọc xong cái đoạn này, mình sẽ thấy được tác giả là tả cảnh dòng sông và cảnh rừng nước năm căn. Vậy thì người viết đã miêu tả cảnh ấy theo một cái trình tự như thế nào? Vậy thì mình sẽ quan sát được nha, biết được tác giả sẽ tả theo một cái trình tự là từ xa đến gần. Vậy thì đoạn B này chúng ta có nhận xét gì về cái viết văn miêu tả? Vậy thì ở đây là trình bày được những cái điều mà quan sát được theo một thứ tự nhất định. Thấy chưa? Rồi giờ tiếp tục chúng ta sẽ quan sát tiếp cái ví dụ C, bài Lữ Làng. Mình mà đọc trong sách giáo khoa trang 45 hoặc là mình có thể nhìn lên màn hình để mình đọc nha. Trang 45, 46. Rồi, bây giờ câu hỏi của cô. Trước khi mà cô đặt câu hỏi thì chúng ta có thể quan sát để chúng ta thể dễ hình dung được cái lưỡi làng ở trong cái phần đoạn C. Đây là hình ảnh của lưỡi làng nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chỉ ra ba phần của bài văn và nội dung của từng phần đó là cái gì. Chỉ thông thường tất cả những cái bài văn đó, thì nó thường có bố cục gồm có ba phần. Vậy thì cái bài này đó là mở bài là từ đầu cho đến màu của lũy. Ở đây người ta sẽ là giới thiệu về lũy tre làng. Phần thứ hai đó là phần thân bài. Tiếp theo cho đến là không rõ. Vậy thì trong cái phần thứ hai này đó là người ta sẽ tả kỹ ba vòng của lũy làng. Và cái phần thứ ba đó là phần còn lại, đó là phát biểu cảm tưởng. Thấy chưa? Đó là cái phần bố cục nội dung của từng phần. Em ghi cái nội dung này vào trong vở nha. Vậy thì bố cục của một cái bài văn tả cảnh thì thông thường nó sẽ có 3 phần. Mở bài là giới thiệu cảnh được tả. Thân bài là tập
trung tả cảnh vật chi tiết theo một cái trình tự nhất định mà mình lựa chọn. Phần thứ ba là kết bài. Mà thông thường trong phần kết bài này đó là người ta thường phát biểu cảm tưởng về cảnh vật đó. Thì đó là cái bố cục của một cái bài văn tả cảnh. Thấy chưa? Vậy thì đó là cái phần lý thuyết nha, nội dung mà mấy em cần nhớ đó là cái phần ghi nhớ trong sách giáo khoa. Ở trang 47 có hai cái yêu cầu mình cần nhớ. Một, đó là muốn tả cảnh chúng ta cần phải làm gì? Có ba yếu tố ha. Một đó là xác định đối tượng, thứ hai là quan sát lựa chọn những tiêu biểu, và thứ ba là trình bày những điều quan sát được theo một thứ tự. Và thông thường là cái bố cục thường có 3 phần nha, như là cô đã nói cho mình đó. Về nhà mà mấy em sẽ cần nắm kỹ cái phần ghi nhớ trang 47. Giờ sau này giờ sau tiếp theo chúng ta sẽ sang cái phần luyện tập. Đầu tiên là cái bài tập 1 sách giáo khoa trang 47. Vậy thì bài tập 1 này yêu cầu gì ha? Nếu phải tả quang cảnh lớp học trong giờ viết bài tập làm văn thì em sẽ miêu tả như thế nào? Hãy suy nghĩ và trả lời theo ý sau. Thứ nhất, em sẽ quan sát và lựa chọn những hình ảnh cụ thể tiêu biểu nào cho quang cảnh ấy. Thứ hai, em định miêu tả quang cảnh ấy theo thứ tự như thế nào. Và thứ ba là em hãy viết phần mở bài và kết bài cho bài văn này. Bây giờ cô sẽ gợi ý cho mình ha. Em quan sát kỹ ha. Vậy thì nếu tả quang cảnh lớp học trong cái giờ viết tập làm văn, mình sẽ quan sát lựa chọn các hình ảnh tiêu biểu sau nha. Thứ nhất là cảnh học sinh chăm chú làm bài. Thứ hai là hoạt động của giáo viên khi học sinh làm bài. Thứ ba đó là cảnh lớp học, bàn ghế, bảng đen. Tiếp theo là cảnh thu bài. Bây giờ mình sẽ lựa chọn miêu tả theo thứ tự nha. Có thể là theo không gian, thời gian. Rồi tùy mình chọn từ ngoài vào trong hoặc là từ trong ra ngoài. Rồi từ trên bảng xuống cuối lớp hay là ngược lại thì tùy tùy mình ha. Mình tự lựa chọn theo cái thứ tự để mình miêu tả. Rồi phần tiếp theo đó là chúng ta sẽ viết cái phần mở bài và kết bài cho bài văn. Vậy thì mở bài là chúng ta làm sao chúng ta sẽ giới thiệu được cái cảnh được miêu tả, cảnh lớp học trong giờ viết tập làm văn, và kết bài là chúng ta sẽ phát biểu cảm tưởng nha. Vậy thì mình có thể tự viết cái đoạn này vào trong vở của mình theo cái trình tự mà cô đã hướng dẫn mình này ha. Rồi cô sẽ hướng dẫn tiếp cái bài tập số 2. Đó là em hãy lập dàn ý cho cái đề ở trên, đề mà cô vừa hướng dẫn đó. Vậy thì bài tập này cô sẽ cho chúng ta nhẹ nhàng hơn là chúng ta cũng sẽ tự làm vào trong vở của mình luôn nha, tự làm vào trong vở của mình luôn. Vậy thì đối với cái bài phương pháp tả cảnh này, chúng ta cần chú ý thứ nhất là muốn tả cảnh mấy em phải làm gì. Này là cô chỉ nhắc lại theo phần ghi nhớ thôi nha. Có ba ý đó. Thứ nhất là chúng ta sẽ xác định đối tượng, thứ hai là quan sát lựa chọn những ảnh tiêu biểu, và thứ ba đó là chúng ta trình bày những điều quan sát được theo một trình tự hợp lý. Và thông thường bố cục của bài văn tả cảnh thì thường gồm có mấy phần? Nó có 3 phần nha. Mở bài là giới thiệu cảnh được tả, thân bài là tập trung tả cảnh vật chi tiết theo thứ tự, kết bài phát biểu cảm tưởng, và cái phần chúng ta tự học đó là chúng ta học thuộc phần ghi nhớ sách giáo khoa. Thứ hai là nhớ nha, là về nhà chúng ta sẽ làm cái bài tập số 2 theo sự hướng dẫn của cô. Rồi. Nhiệm vụ nữa là chúng ta sẽ viết bài tập làm văn số 5 ở nhà. Các em có thể liên hệ với viên bộ môn của lớp mình, có thể là mình liên hệ qua số điện thoại của thầy cô, hoặc là chúng ta có vào trong nhóm Zalo hay là Facebook gì đó. Thì để biết cụ thể thời gian làm bài và thời gian nộp bài thì mấy em sẽ liên hệ với giáo viên bộ môn của lớp mình nha. Và chuẩn bị cho cô cái bài tiếp theo, đó là bài buổi học cuối cùng. Mình sẽ đọc trước văn bản chú thích trang 54 nha, trang 54. Tự trả lời phần đọc hiểu sách giáo khoa trang 54, 55. Rồi, tiết học của mình đến đây là kết thúc. Chúc các em học tốt nha.